Chào quý vị và các bạn đang có mặt trong chương trình Thông tin ô tô của Happy Car. Và hôm nay thì Minh Huấn cũng như đội ngũ Happy Car sẽ có mặt tại showroom Toyota để chia sẻ với anh chị những cái thông tin mới nhất, nóng nhất và hot nhất từ thị trường ô tô Việt Nam, cho anh chị có những cái thông tin đa chiều để có những cái quyết định đúng nhất khi anh chị quyết định mua xe ô tô nhé. Và trong cái video ngày hôm nay, cũng như là Minh Huấn sẽ có rất là nhiều cái sự phản hồi của khán giả, cũng như là rất là nhiều người liên hệ với Happy Car, cũng như là số điện thoại của Happy Car và hỏi là cái chương trình hỗ trợ 50% phí trước bạ của nhà nước Việt Nam đã được thực thi chưa và tiến triển đến đâu rồi. Thì hôm nay thì với những cái thông tin mới nhất của các cái báo chính cống, cũng như là những cái thông tin an toàn nhất, thì Minh Huấn sẽ lọc và chia sẻ với anh chị những cái thông tin đó để cho anh chị có những cái thông tin đánh giá chi tiết nhất anh chị nhé. Vậy thì với cái hỗ trợ 50% thuế của chính phủ thì đã được thông qua hay chưa ạ? Và hôm nay thì Minh Huấn sẽ chia sẻ với anh chị luôn. Đó chính là với cái thông tin Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang còn có thông tin, đó chính là đối với những mẫu xe lắp ráp trong nước như là Toyota Altis hay là Vios, cũng như là các cái dòng xe của đại lý các cái hãng khác mà lắp ráp trong nước thì sẽ được hỗ trợ phí trước bạ 50%. Vậy thì cái thông tin mới nhất mà theo Minh Huấn cũng như Happy Car có được, đó chính là đến thời điểm này Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết là cái phương án mà hỗ trợ 50% phí trước bạ sẽ được không thông qua và sẽ được bác bỏ đối với cái phương án này. Liên quan đến vấn đề giảm 50% thuế giá trị gia tăng và cho các hàng hóa cũng như là dịch vụ gặp khó khăn, nguyên vật liệu để giảm chi phí đầu vào cho sản xuất của các doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết là Bộ Tài chính đề nghị bỏ nội dung này do thuế giá trị gia tăng là thuế gián thu, có nghĩa là người tiêu dùng phải trả thuế chứ không phải là doanh nghiệp. Có nghĩa là đối với những cái dòng xe lắp ráp trong nước thì sẽ hiện tại thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang còn bác bỏ cái đề xuất này. Có nghĩa là đối với 50% thuế trước bạ của nhà nước giảm thì hiện tại không được thông qua anh chị nhé. Đến kể từ ngày 5 tháng 5 này thì thông tin chính thức từ Vietnamnet là như thế. Trong thời gian qua đã chờ đợi để được giảm 50% thuế thì rất là tiếc. Đó chính là đến thời điểm hiện tại thì cái thông tin nó sẽ được không làm anh chị hài lòng. Và một số anh chị thì chắc chắn là rất là thất vọng về cái thông tin này. Nhưng mà thật sự thì đối với thuế thì cái vấn đề liên quan đến thuế thì nó rất là khó để giảm được. Tại vì hiện tại đối với tình hình giao thông của Việt Nam mình thì cũng chưa đủ đáp ứng để một lượng lớn xe tham gia giao thông trên đường. Thứ hai nữa là cái thuế cá nhân thì là những người mua xe, những người tiêu dùng đóng thì rất là khó để chính phủ có thể là giảm thuế trong cái thời điểm mà đất nước đang khó khăn như thế này được, đúng không ạ? Vậy thì anh chị đừng lo ạ. Trong tháng 5 này, Toyota Thanh Xuân cũng như là Toyota Việt Nam vẫn đang có được những cái gói hỗ trợ cực kỳ lớn. Nó lên tới rất là nhiều. Ví dụ như đối với cái mẫu xe lắp ráp trong nước như là Altis đây, thì Toyota Thanh Xuân và Toyota Việt Nam vẫn đang giảm cho khách hàng, nó lên tới là tổng 70 đến 80 triệu hỗ trợ vừa tiền mặt và phụ kiện. Cũng như là đối với cái mẫu Fortuner bên cạnh Minh Huấn đây, thì nếu như anh chị mua Fortuner máy dầu một cầu số tự động thì được tặng luôn cả phí trước bạ trong cái tháng 5 này nữa. Vậy thì nếu như trường hợp mà cái thuế này hiện tại bây giờ đã không được thông qua rồi thì anh chị đến Toyota Thanh Xuân vẫn được hỗ trợ rất là nhiều tiền mặt từ đại lý và nhà máy nữa, cho nên là anh chị không phải lo đâu nhé. Một trường hợp giả định khác mà nhiều khách hàng cũng có chia sẻ với Huấn, ví dụ như trong nhiều tháng sắp tới hoặc là sang năm chẳng hạn, hay là sang năm nữa mà cái thuế trước bạ được hỗ trợ 50% thì lúc đó chắc chắn một điều là các đại lý cũng như là nhà máy cũng như là các cái chương trình hỗ trợ tiền mặt sẽ không còn được như thời điểm hiện tại nữa. Vậy thì cũng bằng hòa thôi, đúng không anh chị? Vậy thì với cái thông tin vừa rồi thì Minh Huấn hy vọng là sẽ cập nhật cho anh chị được cái thông tin bổ ích nhất, những cái góc nhìn tốt nhất để anh chị có những cái lựa chọn sáng suốt nhất nhé. Vậy thì nếu như anh chị mua xe Toyota, hãy đến Toyota Thanh Xuân gặp đội ngũ Happy Car chúng tôi và chúng tôi sẽ có được những cái tư vấn tốt nhất cho anh chị với những cái chương trình hỗ trợ giảm giá tốt nhất và vay vốn thì với những cái lãi suất ưu đãi Toyota là 0.33% trên tháng thôi. Anh chị nếu như thấy video này hay, bổ ích thì hãy đăng ký like này và đăng ký nhấn nút chuông bên phải để cập nhật những cái thông tin ô tô mới nhất từ kênh Happy Car. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị trong những video lần sau ạ.